Đây là hình ảnh diễn ra hàng ngày mà người dân trong bản U Gia thuộc xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ phải gồng mình đu dây vượt sông để đi lại hàng ngày. Bản U Gia có 67 hộ dân với 329 nhân khẩu. Để đi lại trong mùa mưa nước to, nhân dân trong bản tự mua dây cáp treo làm ván trượt để qua sông. Điều này rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cũng như vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2010, khi nhân dân chưa làm dây cáp treo, phải đi lại qua sông bằng đò. Tại đây đã xảy ra vụ lật đò làm hai người bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong. Đồng bào dân tộc thiểu số xã Hủy Luông, huyện Phong Thổ rất cần những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước giúp sức để người dân có một cây cầu, để trẻ em được đi học, để không còn ai phải thiệt mạng vì đu cáp như thế này.